À, nhìn biệt thự nhìn thấy đã quá ha anh chị. Đường nhựa rộng rãi, ở đây thì không khí mát mẻ, mảng xanh nhiều. Ở đây thì nó gần với lại trung tâm nữa anh chị, gần với trung tâm của xã Bầu Trinh, cách chỉ tầm khoảng cỡ 1 cây số thôi. Đường xá thì thông thoáng, đất quy hoạch đất ở toàn bộ, diện tích vừa phải thôi, diện tích mini, có diện tích là 472 m², ngang là được 10 m, một cạnh là 47 m. À, rào lưới lại xung quanh hết rồi. Trước đất của mình thì cũng có điện nè, có dây wifi nè. Ở đây thì chưa có nước máy ha, nhưng mà cách tầm khoảng cỡ 300 m thôi là mình đã có nước máy rồi. Anh chị mình có nhu cầu thì mình đăng ký, mình kêu nhà nước, mình kêu bên công ty cấp nước, người ta kéo vào trong phần đất của mình luôn ha. Cái sản phẩm ngày hôm nay nó phù hợp để anh chị cô chú mình làm nhà vườn nè. À, vì diện tích nó cũng vừa phải thôi, mà bề ngang nó được tới 10 m, cạnh nó được 47 m. Mình có thể lập một cái nhà vườn, xây một căn biệt thự để mình bỏ phố về quê, tận hưởng không khí trong lành giống như căn biệt thự kế bên này ha. Hoặc anh chị cô chú mình có thể là phân lô tách thửa được nè, vào nhiều mục đích khác nhau. Đường nhựa thì rộng rãi, ưu điểm là từ đây mà mình di chuyển ra tới ngay quốc lộ 56, đoạn đường ngay chỗ Ủy ban Nhân dân xã Bầu Trinh, trường cấp 1, trường cấp 2, trung tâm y tế của xã Bầu Trinh, chạy thẳng đường này quẹo một nhịp nữa thôi là mình ra tới con đường Bầu Trinh Láng Lớn. Con đường Bầu Trinh Láng Lớn là đoạn nối từ quốc lộ 56 để chạy thẳng về tới quốc lộ 51, còn mình quẹo trái nữa là mình ra tới Ủy ban Nhân dân xã Bầu Trinh rồi anh chị. Cho nên là vị trí nó rất đẹp anh chị. Ở đây mà mình chạy thẳng ra đó, ngay đây nó có cái ngã ba nè anh chị. Cái ngã ba này mình chạy thẳng là mình cũng ra tới quốc lộ 56. Còn mình chạy tới ngay chỗ ở đây chút xíu, tầm khoảng cỡ 50 m là mình có ngã tư. Ngay cái ngã tư này chạy thẳng là mình sẽ ra tới được con đường Kim Long Láng Lớn. Chạy thẳng con đường ra tới con đường Kim Long Láng Lớn, quẹo phải là mình ra trung tâm thương mại Kim Long, còn quẹo trái là mình về quốc lộ 51. Vị trí nó khá ok anh chị. Xung quanh ở đây thì nhà vườn, nhà biệt thự vườn rất là nhiều, rồi mảng xanh nó nhiều, không khí nó cực kỳ mát mẻ. Sản phẩm ngày hôm nay nó chỉ có giá là 990 triệu thôi anh chị. Và giá này là còn thương lượng ha. Nói chung bên phía chủ người ta cũng ngợp, cho nên là người ta kêu một cái giá để bán là thương lượng giấy tờ thôi, chứ không còn thương lượng nhiều. Long Hoài xin mời anh chị cô chú cùng cố gắng xem hết video ngày hôm nay. Phần ranh giới của mình là từ đây, từ cạnh bên này nè, mình đổ qua tới ngay chỗ cái bờ rào bên kia là mình được 10 m. Thì cái cạnh bên này là mình được 47 m ha. Cạnh bên này thì mình được cũng 47 m, ở đằng sau là 10 m. Hiện tại trạng trên đất là đang nguyên một vạt đất trống, có vài cái cây cỏ thôi. Ở sau đất thì cũng đã rào lưới B40, bên cạnh này cũng đã rào lưới B40, bên này cũng rào lưới B40 hết rồi. Đường của mình là đường rộng khoảng 6 m, ô tô xe tải gì lưu thông thoải mái. Ở đây thì có điện, dây wifi, đường xá thì thông thoáng. Với những thửa đất vườn mà nó có bề ngang là 10 m và cạnh là tới 47 m vuông vức lại với nhau, thì sau này anh chị cô chú mình có thể lên một bản demo thiết kế về nhà vườn, nó cũng khá là ok hơn ha anh chị. Vì từ mặt đường của mình mà mình cắt vô tầm khoảng cỡ 15 m mình làm một cái sân thì nó khá là rộng rãi. Rồi cái nhà của mình á là mình chạy thẳng vô là tầm khoảng cỡ 20 m là làm nhà khá ok. Ở phía sau mình còn 17 m nữa là mình làm một khoảng sân vườn ở phía sau nữa, thì nó rất là tuyệt vời ha anh chị. Bề ngang 10 nó cũng ok hơn ha. Trước khi Long Hoài dẫn anh chị cô chú mình tham quan cũng như là gửi những đoạn livecam trên cao, thì Hoài cung cấp những thông tin về sổ sách và quy hoạch ha anh chị ha. Thửa đất 139 tờ bản đồ 56 ở xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 472 m², hình thức sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm. Sổ này đã cấp đổi sổ mới, ký giáp ranh lại ba bên nên anh chị cô chú mình an tâm. Đường thể hiện trên sổ của mình là đường nhựa vuông vức lại với nhau, đất của mình quay mặt về hướng đông bắc ha anh chị cô chú. Ráp vào phần quy hoạch của chúng ta, đất của chúng ta thì phủ hồng đất ở ha anh chị. Đất của mình thì nhà nước không có lộ giới, tại vì nhà nước là mới vừa làm đường xong ha anh chị. Đường xá thì nó rộng rãi, đường ở đây là đường mặt đường là rộng 6 m, mỗi bên lùi vô 1 m nữa là 8 m ha anh chị ha. Với bề ngang của mình là 10 nè, một cạnh là 47,1, cạnh kia là 47,1, ở đằng sau của mình là 10,01, bung nhẹ ra, bung chút xíu ra ha. Những thửa đất này thì phong thủy nó cũng khá là tốt ha anh chị. Quy hoạch đất ở toàn bộ, đất mình chưa thổ cư nhưng mà quy hoạch đất ở toàn bộ nên anh chị cô chú mình có thể đăng ký lên thổ cư được. Cái thời gian mà lên thổ cư là nó tầm khoảng 3 cho tới 4 tháng ha anh chị. Và ở đây cái giá mà lên thổ cư nó rơi vào khoảng 1.020.000 cho 1 m thổ cư ha anh chị ha. Còn đây là những hình ảnh ở trên livecam. Hoài đang đưa livecam từ vị trí ở sau ranh giới của mình, bay lên vị trí tiếp xúc với mặt đường. Đất của chúng ta thì ba bên đã được rào bằng lưới B40. Chắc chắn lại hết rồi, xác định ranh giới. Sổ của mình thì cũng đã sổ mới, ký giáp ranh ba bên nên anh chị cô chú mình an tâm. Thì phần ranh giới của mình là nó gần với đất của mình thì nó gần với lại cái biệt thự vườn kế bên này ha anh chị.
mặt đường nhựa rộng rãi, đường nhựa thẳng tưng. Còn đây là một góc quay khác của đoạn lay cam ha anh chị cô chú. Đất của mình là kế với lại cái biệt thự vườn mini này. Đi thẳng tầm khoảng cỡ 15 mét thôi là mình đụng một cái ngã ba. Còn đi thẳng nữa tầm khoảng dưới 50 mét thôi là mình đụng một cái ngã tư. Thì một hướng đi thẳng là mình sẽ ra tới con đường Kim Long Láng Lớn, đoạn nối từ quốc lộ 56 để chạy thẳng về tới quốc lộ 51 ha anh chị. Thì bám theo trục đường này cũng khá là nhiều nhà, nhà vườn. Ở đây mảng xanh nó nhiều cho nên không khí nó mát mẻ. Rồi, cái hướng này nè, anh chị cô chú mình chạy thẳng thì mình cũng ra tới đường Kim Long Láng Lớn, ra tới ngay chỗ đoạn nhà thờ Kim Long ha anh chị. Từ đây mà ra tới nhà thờ Kim Long thì mình rơi vào tầm khoảng cỡ 1,5 cây cho tới 2 cây số. Thì cũng theo cái hướng này mình chạy ra tới trung tâm thương mại Kim Long luôn nè anh chị. Chạy ra tới chợ Kim Long, trung tâm hành chánh của chợ Kim Long thì khoảng cỡ 2,5 cây cho tới 3 cây số ha. Ra quốc lộ 56 là hướng đó. Còn cái hướng của con đường nhựa này anh chị cô chú mình chạy là mình sẽ ra tới con đường Bầu Chinh Láng Lớn để mình về tới ngay chỗ ngã tư đường 56B, đường ngã giao Cù Bị để chạy thẳng về khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức. Thì ở đây nó cách khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức nó rơi vào tầm khoảng cỡ 8 cây số anh chị. Đó, ngay chỗ mấy ngọn đồi cao 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 đó là khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức. Về dân cư đi, dân cư ở đây thì mật độ dân cư nó không có san sát như nhau. Ở vùng này anh chị quay qua quay lại là có nhà rồi. Cho nên là mảng xanh, rồi ở đây nó có mảng xanh nữa, cho nên không khí nó mát mẻ. Nhưng mà nó rất gần với lại con đường quốc lộ 56, đoạn đường quốc lộ đi ngang địa phận của huyện Châu Đức. Nên là từ vị trí thửa đất vườn của chúng ta di chuyển ra chợ, ra trường học, ra trung tâm y tế, ra những dịch vụ tiện ích phục vụ cho nhu cầu sống của con người là tầm khoảng cỡ, nếu mà đi xe máy ha, thì tầm khoảng cỡ 2-3 phút là ra tới nơi. Đi xe đạp thì chắc cũng khoảng cỡ 10-15 phút là ra tới nơi rồi. Tại vì nó cách tầm khoảng cỡ 1,5 cây tới 2 cây số đổ lại thôi. Ở trên phía đầu video đó, ngay chỗ góc đầu video đó anh chị, đó là trung tâm của xã Bầu Chinh rồi. Từ vị trí đất vườn của chúng ta chạy ra, nói chung là không có đi thẳng ha, nhưng mà mình quẹo một cái này rồi chạy thẳng ra là mình đụng tới con đường Bầu Chinh Láng Lớn, đoạn nối từ quốc lộ 56 chạy thẳng về quốc lộ 51. Đó, phía trên đầu góc bên phải màn hình, góc bên trái màn hình của mình đó, đó là trung tâm của xã Bầu Chinh rồi. Đó là gồm ủy ban dân xã Bầu Chinh, trường cấp 1, trường cấp 2, trường mầm non, trung tâm y tế, rồi và khúc ngay chỗ gần xã thì buôn bán kinh doanh nó đầy đủ lắm, nó không thiếu thứ gì hết ha. Và trên trục đường quốc lộ 56 anh chị cô chú mình quẹo phải là mình về tới trung tâm thị trấn Ngãi Giao. Cái ưu điểm của thửa đất vườn của mình là nó nằm ở giữa hai trung tâm thương mại lớn nhất nhì của huyện Châu Đức, đó là thị trấn Ngãi Giao và trung tâm thương mại Kim Long. Đất của mình thì vuông vắng phủ hồng toàn bộ, có thể đăng ký lên, chưa thổ cư nhưng mà đăng ký lên thổ cư, lên thổ cư được. Vị trí căn nhà vườn của chúng ta ở đây ha. Mật độ dân cư ở đây thì nó nói chung là đất vườn mà quay qua quay lại là có nhà, mà nhà biệt thự, nhà như thế này thì anh chị cô chú mình cũng an tâm rồi ha. Về giá Lâm Hoài cũng nói luôn, 990 triệu là giá này là chỉ có bớt lọc lá thôi, lấy lại may mắn cho chủ sâu thôi ha. Chứ thực tế là bên phía chủ là cũng kêu một cái khung giá bán, chứ không phải là kêu để mà một cái khung giá để mà trả nữa. Thì Long Hòa cũng so giá vòng ở đây. Những thửa đất như thế này mà giá 990 triệu có nghĩa là 99 triệu cho 1 mét ngang thì nó cũng khá là ok ha. Đất full hồng toàn bộ. Hòa đánh giá rất là cao thửa đất này tại vì nó full hồng. Chứ nếu như mà nó đất cây lâu năm thì Hòa không đi quay đâu. Tại vì bây giờ với những thửa đất như vậy là phải full hồng thì khách hàng sẽ quan tâm nhiều hơn ha anh chị. Rồi bây giờ Long Hòa xin dẫn anh chị cô chú mình tham quan vòng khu vực ở đây. Đó, tới ngay đây cái mình quẹo nè. Rồi tới ngay đây mình quẹo thêm nhịp nữa. Nhưng mà quẹo hai nhịp nhưng mà đường của mình là rộng lắm anh chị. Đó, đường mặt đường rộng rãi thoải mái. Cái vườn này người ta trồng vú sữa.
đó thì trước mặt anh chị cô chú là con đường Bầu Chinh Láng Lớn rồi. Cái hướng này là mình chạy thẳng là mình sẽ ra tới con đường ngã giao Cù Bị, còn chạy thẳng nữa là mình sẽ về tới quốc lộ 51 anh chị. Ở đây nó cách quốc lộ 51 đoạn ngay chỗ ngã ba Mỹ Xuân, nó rơi vào tầm khoảng cỡ 15 cây số anh chị. À, ngay chỗ đây thì cũng có dạy anh văn nè chị, dạy hè, dạy học thêm, kiểu nhà giáo viên ở nhà này nè, nhà giáo viên. Đối diện thì cũng tạp hóa, chợ rồi buôn bán ở đây thì cũng đông lắm. Đây trục đường này là cũng là trục đường chính ở đây luôn ha anh chị, trục đường đây nè. Đó, trục đường xe ô tô đang chạy nè, trục đường Bầu Chinh Láng Lớn này, trục đường cũng là một trục đường chính nè. Ở ngay đây thì có trường, ở đây là trường cấp 2 ha, trường cấp 2 có 2 trường. Đây là trường mầm non. Đây ủy ban. Rồi trước mặt anh chị cô chú là đường quốc lộ 56 rồi ha, đoạn đường quốc lộ đi ngang địa phận của huyện Châu Đức. Rồi Hoài xin cảm ơn anh chị cô chú đã bỏ thời gian xem hết video ngày hôm nay. Hoài mến chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Và hẹn gặp anh chị cô chú trong một video tiếp theo.